Xin chào tất cả các con chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng sớm hôm nay là thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sở qua tình giá sầu ở giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý con chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số là nông sản khác trên kênh. Thưa quý bà con quý chị các bạn, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá tiếp tục đang có chiều hướng đang biến động nhẹ, nhìn chung thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với những ngày trước. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại, vì hiện nay thì với mức giá này thì cũng khá là thấp. Long ruột đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 dao động mức từ 18 đến 20, lô 2 dao động từ 13 đến 15 ngàn, lô 3 dao động từ 8 đến 10 ngàn. Hàng giả của thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì dao động từ 6 đến 7 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 10.000 đến 12.000, hàng sàn dao động từ 8.000 đến 10.000, hàng giạt dao động từ 4 đến 5.000. Thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp, hàng giạt dao động từ 4 đến 5.000. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì vỏ đẹp dao động từ 10.000, 11.000, 12.000, vỏ sàn thì 8.000, 9.000, 10.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì dao động từ 4 đến 5 ngàn. Đây là giá tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì lô 1 dao động từ 10.000 đến 19.000 đến 20.000, lô 2 dao động từ 14 đến 15.000, còn lô 3 dao động từ 9 đến 10.000. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạt đang dao động mức từ 7 đến 8 ngàn, tùy theo từng nơi. Đây là giá tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.